Măng tre mất 4 năm chỉ để tăng thêm 3 cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 m. Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Nếu bạn muốn đạt được thành tựu, trước tiên bạn cần tự chuẩn bị cho mình một nền tảng thật kiên cố, vững chắc. Đó là kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ, phong cách sống. Một khi hành trang đã đủ rồi, tất yếu bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Nhưng đừng vì những mong muốn trước mắt mà quên mất việc cần thiết bạn phải làm, là vun vén chất lượng cốt lõi bên trong của mình. Bạn có thể đi con đường tắt để đến thành công, nhưng nếu nó không có đủ chắc chắn thì sớm muộn gì cũng rơi vào ngõ cụt. Muốn sở hữu thành quả lâu bền thì buộc phải có thời gian lâu dài để xây dựng. Đừng nhìn vào con đường của người khác và bắt ép bản thân mình phải đi theo. Có thể hiện tại bạn chưa có gì trong tay, nhưng mà với hành trình cố gắng bền bỉ thì sớm muộn gì cũng đạt được. Cây tre đã dành hơn 4 năm để cắm rễ thật sâu vào trong lòng đất. Đổi lại, nó sinh trưởng nhanh chóng và mạnh mẽ. Vậy thì chẳng có lý do gì để bạn không học tập được gì từ sự phát triển của loài cây này cả. Đời người phải có tích lũy. Có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre, cho đến ngày có thể vượt qua 3 cm